Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2017. Chúng ta học tiếp phần phận sự của tâm. Tâm gồm có 14 phận sự, tức là 14 cái công việc mà nó thường xuyên nó phải làm. Hay nói rõ hơn là cái sinh hoạt của tâm, là nó hoạt động trong 14 cái chức năng. Thì ba cái chức năng đầu tiên mà chúng ta có nói qua đó là cái chức năng tục sinh, tức là tâm nó làm cái nhiệm vụ đưa đi tái sanh. Thì nó có tất cả là 19 tâm quả tục sinh, hay là còn 19 tâm quả tái sanh. Như vậy chúng ta tái sanh bằng cái tâm quả của mình. Vì những gì mà chúng ta tạo tác trong cái suy nghĩ của mình, nó hiển lộ qua cái lời nói của mình, nó hiển lộ qua cái cách ứng xử của mình, cái thái độ của mình, với tất cả những cái mà mình tiếp cận, mình xử lý nó ra sao. Thì tất cả những cái đó là nó diễn ra trong tâm của chúng ta. Nó hiển lộ qua lời nói và nó hiển lộ qua cách ứng xử đó, thì nó đều tạo ra cái quả cả. Và nó chia ra làm hai loại đó. Một cái loại mà khi chúng ta ứng xử một cách đúng đắn và tốt đẹp, nó đưa đến sự bình an trong tâm của mình, và bình an cho cái hoàn cảnh, cái con người mà chúng ta ứng xử đây đó, thì nó là cái pháp thiện lành, thì nó sẽ trổ cái quả lành. Còn ngược lại, khi chúng ta ứng xử bằng cái tâm không phải bình an, không phải sáng suốt, mà nó là cái sự bức xúc ở trong tâm, hoặc nó là những cái mầm hướng của những cái dục vọng ở bên trong, thì tất cả những cái đó nó được xếp vào những cái loại bất thiện tâm. Vì vậy nó trổ những cái quả bất thiện. Thì trong 19 cái tâm đi tục sinh này đó, nó chỉ có một tâm bất thiện mà thôi, một tâm quả, một quả bất thiện thôi. Một quả bất thiện nhưng có khả năng á, nó đưa đi tái sanh tới 4 cảnh khổ được. Thứ nhất là súc sinh, thứ hai là quỷ khổ, thứ ba là Atula, và cái thứ tư là địa ngục. Tùy theo cái mức độ của nó. Thì cái một cái tâm quả bất thiện này đó là chính là tâm quán sát, thọ xả, quả bất thiện, vô nhân. Nói gọn hơn đó là ba cái pháp bất thiện trong tâm chúng ta là tham, sân và si. 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Khi nó hoạt động thì nó sẽ in hình 7 cái quả bất thiện đây. Nhưng có một quả bất thiện đưa đi tái sanh, đó là tâm quán sát, thọ xả, quả bất thiện và nhân. Và nó sẽ đưa chúng ta xuống 4 cái cảnh khổ, nó 4 cái cõi khổ này. Trong 4 cái cõi khổ này đó, thì đây là một cái gọi là nửa cái phần á, mà nó là coi như nó thuộc vào cái bất thiện đây. Còn cái phần này đó, nó có cái phần thiện đây. Một cái người rất là tốt nhưng mà tánh tình nóng nảy, hoặc là khi cái bức xúc nó đưa lên cao độ đó, thì người ta có thể tạo ra ác nghiệp, thì họ thường sanh ra trong cái cõi này. Hoặc là như chúng ta thấy một cái vị minh quân thì đem lại cái cơm no áo ấm, cái đời sống tốt đẹp cho cái bá tánh, nhưng mà ai đụng tới ngai vàng đó thì tru di tam tộc.
Thường những người đó họ sanh ra trong cái thế giới của Atula. Và khi chúng ta đó là sống trong một cái gia đình mà nó có dây mơ rễ má với Atula đó, và nếu mà chúng ta đây không có kịp nhận ra đó, thì thân ngoại mạng chung chúng ta về đây. Đó là một cái gia đình đó mà cứ tới cái lúc mà có thể hưởng được cái quả vui, thí dụ như cái lúc mà ăn cơm rồi với nhau vui vẻ, hay là tiệc tùng, hay là đi chơi chung với nhau đó, thì để ý đó không bao giờ nó trọn vẹn cả. Lên mâm cơm thì ăn được một chút xíu, vui vẻ được chút xíu, sau đó là bực bội cãi cọ nhau. Đi chơi chung cũng vậy, lúc đầu thì hoan hỷ vui vẻ đi nhau, đi chút là có sanh diệt. Một ngày cũng vậy, có cái ngày nghỉ để mà sống chung với nhau á, thì vui được một chút rồi là cãi cọ. Thì cái điệp khúc đó nó lặp đi lặp lại trong cái đời sống hàng ngày chúng ta, nhưng mà chúng ta không có quan tâm, chúng ta không để ý. Rồi đến khi cái giờ mình ra đi đó, thì cái tâm mình nó ở trong một cái trạng thái nó không có bình an, nó không có thanh thản, thì đây là con đường chúng ta về đây. Cho nên sư cô vẫn thường nói là cứ cãi nhau đi, trong nhà cứ cãi nhau đi, coi như ghiền cãi nhau đi. Thì đây là cái thế giới sau khi thân ngoại mạng chung, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây và sống ở đây tiếp tục như vậy. Vì cái thế giới này là cái thế giới mà không hưởng được cái quả phước nó tròn đầy. Và nếu chúng ta không cố gắng để mà cải thiện cái điều đó trong chính tâm mình, đôi khi chúng ta cứ nói thế này: mình sửa đổi mà người khác không sửa đổi, làm sao chịu nổi, làm sao người khác sửa đổi. Mình biết rằng cái sửa đổi là tốt như vậy, mình còn đòi hỏi người ta phải sửa đổi mà. Cho nên nếu mình không muốn đi vào thế giới này, không muốn tục sinh bằng cái tâm này, bằng đi vào cái thế giới này, thì chúng ta tự mình không có tham gia. Còn cái chuyện người ta tiếp tục gây hấn là chuyện của người ta, vì người ta sẽ đi ra từ chỗ này và người ta sẽ trở lại cái chỗ này. Người nào ưng cãi cọ cứ để người ta cãi cọ. Người nào ưng á là chỉ vui có một chút xíu thôi, còn tất cả là phải giữ dần lên, phải đạp đổ lên, phải làm cho nó thui chột hết á, cứ để người ta làm. Còn mình không tham gia, bởi vì mình rất sợ thân ngoại mạng chung phải về đây. Và nó kéo dài rất là lâu lắm, nó không phải đi trong một kiếp đâu. Cho nên nếu mà mình tỉnh thì mình buông ra. Tại sao phải chờ đợi người khác? Và vì sao mình chờ đợi người khác vậy? Cái đời sống chúng ta có sự tương tác với những người khác, nó có con đường đi qua đi lại với nhau. Và thường á, cái sai lầm căn bản của chúng ta đó là khi chúng ta hướng cái sự tốt đẹp đến người khác, vì chúng ta yêu thương, vì chúng ta muốn vậy, vì chúng ta thích như vậy. Và trong cái muốn như vậy, cái thích như vậy đó, thì chúng ta chờ đợi người khác đây. Đối lại với chúng ta như thế. Khi chúng ta có đầy đủ phước báo thì cái con đường này tốt đẹp. Khi chúng ta không có đầy đủ phước báo đó, thì hai bên đó nó đi có một nửa chặng đường thôi. Còn cái chặng đường còn lại đó là cái chặng đường mà nó sẽ nối kết như thế này này. Nó tạo nên sự xung đột. Nhưng khi nó tạo sự xung đột đó mà chúng ta không thay đổi, chúng ta vẫn giữ con đường cũ, cho nên những cái điệp khúc không hài lòng, những cái điệp khúc cãi cọ nhau, bất mãn nhau,
vẫn liên tục trong cái đời sống. Mà chúng ta không biết rằng nó chính là cái thế giới Atula này đây. Còn khi chúng ta ý thức ra đó, chúng ta hiểu thế này: cái hạnh phúc đích thực mà không bao giờ nó rời khỏi chúng ta đó, là khi nào đó chúng ta nhận ra rằng đó, tất cả những gì chúng ta đi ra, gì chúng ta ứng xử đây, nó phát xuất từ một cái tình thương mà nó nằm trong cái thiện lành, thì cái đó là cái nguồn hạnh phúc của chúng ta. Nó là cái nguồn hạnh phúc. Thành ra chúng ta đã đưa ra nhiều chừng nào thì cái nguồn này nó phong phú lên chừng đó, và nó không có mất một cái gì cả. Nhưng mà vì chúng ta đi con đường nó không phải từ cái tình thương mà thiện lành đây, mà cái tên gọi của nó là cái tình yêu trong cái tham dục. Và cái tình yêu này nó đòi hỏi sự sở hữu. Tình yêu này nó đòi hỏi con đường hai chiều. Rồi chúng ta mắc kẹt như thế, chúng ta đau khổ, cho nên ta gọi thương nhau lắm thì cắn nhau đau, cãi nhau như thế vẫn không xa rời nhau được vì luyến ai, vì cái ràng buộc này. Chúng ta chưa có tỉnh ngộ để thoát ra thì con đường đau khổ, con đường luân hồi của chúng ta phải rơi về đây, và chúng ta sẽ là cư dân của cái thế giới Atula này. Cho nên nó hiển lộ trong cái gia đình của chúng ta, trong đời sống hàng ngày, nó hiển lộ trong cái hoạt động thuộc về tâm của mình, nó di động trong cái pháp bất thiện mà chúng ta đây không nhìn ra. Chúng ta thử quan sát như thế để cho thấy. Vì tất cả những pháp bất thiện ta nó chỉ có một cái tâm quả duy nhất là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, nhưng nó đủ sức để tạo tác làm nên những cái cảnh khổ. Cái địa ngục thì này, những người nào phạm những cái tội quá nặng thì mới rơi vào đây. Tội đó là giết cha, giết mẹ, giết một vị Phật, làm chảy máu thân Phật, phá hòa hợp tâm thì mới bị. Riêng về cái phá hòa hợp tâm, ai phá hòa hợp tâm, người ta mới nói thế này: dòi trong xương thì nó dòi ra. Rồi cái con sư tử nó không yên là bởi vì con bỏ chét nằm trong cái nách của nó. Vậy người phá hòa hợp tâm chính là tâm phá hòa hợp tâm, chính là những người nào vào trong chùa thân cận nhiều nhất và không có hiểu được thế nào là pháp chân đế, không thể nào hiểu được cái pháp tục đế, và không thể nào giữ được cái tâm mình đó vững chãi và sáng suốt, thì kẻ đó phá hòa hợp tăng. Tại sao vậy? Người cư sĩ sống với thế gian pháp, có cái nhìn, có cái sinh hoạt, có cái quan điểm, có cái suy nghĩ của cái người sống trong cái đời sống thế gian. Nhưng khi ta vào đây đó, nhất là người ta có đóng góp một cái gì đó mà coi như là có một cái phần quan trọng ở đây, thì ta tự cho người ta đó có một cái quyền hạn để nói năng, để chi phối. Và khi đó cái người này không có đáp ứng cái yêu cầu thế gian người này đó, thì người ta sẽ bắt đầu, người ta sẽ dùng những cái pháp của thế gian để người ta đánh vào trong cái nhà chùa. Và chính cái người này đây đó phá cái hòa hợp tâm, người này đó làm cho quế nhiễm cái thiệt mộ. Cái ngã người ta kinh khủng lắm, người ta không đến thì thôi,
người ta đến người ta làm cái gì, người ta đóng được một cái, ta thấy rằng cái vai trò của người ta là khó mà thiếu trong cái chỗ đó, thì ta bắt đầu cái tư tưởng cầm quyền của mình khởi sanh lên, mà muốn tất cả những người trong chùa đó phải làm theo mình. Nếu người ta làm theo mình, ta không có đi tu đâu. Mặc dù ta vẫn còn thiếu sót đó, mặc dù ta còn có cái sự nhầm lẫn, sự sai lạc trong đó, nhưng ta không đi con đường thế giới, mình không dẫn đi được. Vậy ta thích như vậy. Cho nên cái này là cái kinh khủng nhất mà mình không có nhìn ra. Cho nên phá quả hợp tâm là có hai cái con bỏ chét. Phá cái quả hợp tâm, con bỏ chét thứ nhất là tăng phá quả hợp tâm, người xuất gia phá cái quả hợp tâm. Cái thứ hai, những người nào thân cận với nhà chùa nhiều nhất thì chính những người này phá quả hợp tâm. Là gì đó, họ tự đưa ra một cái chuẩn mực cho những người tu sĩ. Và khi họ yêu cầu, họ muốn như vậy và người ta không làm đúng cái cách của họ, thì họ sẽ có những cái cách mà họ phá cho nát hết. Mình nhớ đó, nó là cái bệnh của ngã. Luôn luôn người ta muốn khống chế như vậy, làm chút gì cũng khống chế vậy. Nên đó là con đường nguy hiểm mà mình phải nhìn cho ra. Bởi vì ngay cái thời Đức Phật đó, có những cái việc mà chỉ có Đức Phật mới giải quyết được thôi. Có một vị đó xuất gia, khi mà vào ở trong cái tăng đoàn đó, là không có làm cho một cái người nào yên ổn đi mà tu cả. Nay hết kiếm chuyện tới người này, mai kiếm chuyện tới người khác, bới tung hết, không có để tại yên ổn. Thì những cái vị này đã không chịu đựng được, mới lên với bạch với Đức Thế Tôn. Là cái vị đó làm như vậy đó, nết hạnh không có. Thì Đức Thế Tôn không có trả lời, không có nói gì hết, nghe xong rồi thôi. Mà rất là nhiều lần như vậy, không phải một lần. Từ người lớn tới người nhỏ trong cái tăng đoàn đó trình bạch lên cái gì, Đức Phật cũng nín thinh không nói gì. Cái ông tăng mà siêu quậy này đó, ông nghĩ bụng nè, ô lên mét đi, Đức Thế Tôn thương mình chứ đâu có thương mấy cái ông đó. Cho nên ông tiếp tục làm trời. Nhưng mà khi Đức Phật sắp nhập diệt đó, thì Đức Phật mới nói với Ngài A Nan rằng, khi Đức Phật nhập diệt thì phải để cho cái người này ra khỏi tăng đoàn. Thì khi Đức Phật nhập diệt rồi đó, thì Ngài A Nan mới họp các cái chúng lớn đó, nói là Đức Phật dạy như vậy. Mà Ngài A Nan không dám nói, tại vì Ngài A Nan sợ cái ông đó dữ lắm cho nên không có dám nói. Thì Ngài A Nan mới nhờ những vị khác. Những vị khác nói tôi cũng sợ lắm, không có dám nói đâu. Sau đó thì họp cái tăng đoàn lại mới nói thôi bây giờ nhờ sức mạnh của cái tăng đoàn thì đứng lên nói đi. Thì không có một người nào dám nói, bởi vì ông quậy liên tục như vậy rồi mà ông tất cả những cái cách ông làm thì ai cũng sợ hết rồi, cho nên không ai dám nói hết. Thì cuối cùng đó thì không dám nói thì không dám nói luôn, tức là như vậy đó, vô hình chung nó đưa tới một cái tình trạng chung đó, là bây giờ không ai nói gì tới cái ông đó hết, không ai đó động gì hết. Cho nên là sau khi Đức Phật nhập diệt rồi đó, thì nó có một cái tình trạng xảy ra đó, là ông quậy cách gì ông quậy đó, người ta không có phản ứng gì hết. Tức là trước đây đó thì người ta còn khó chịu, người ta bực mình, người ta còn nói tới nói lui, người ta lên trình bạch vân vân. Còn bây giờ đó, ông muốn làm là ông làm, ta coi như không có cái người đó có mặt trong cái tăng đoàn này. Và khi đó là ông bắt đầu ông sợ. Ông nói Đức Phật nhập diệt rồi không có ai che chở cho mình, nên là với lại chắc người ta không muốn mình ở đây, cho nên là nhìn cái người nào cũng lạnh ngắt hết. Tức là mình đi tới đi lui, mình có làm gì, mình có nói gì đó, người ta giả như người ta không nghe, không biết, không thấy gì hết trơn trời. Thì ông chịu ông nổi, cuối cùng đó là ông nói bây giờ đi về đời thì ông không muốn đi về đời rồi, mà ở trong tăng đoàn thì ở không được rồi, cho nên ông kiếm một cái chỗ vắng vẻ là trong rừng đó. Ông vào trong đó là ông chỉ có con đường duy nhất là đi theo Phật, tức là phải hành trì thôi. Thì cuối cùng ông đắc đạo quả. Bây giờ sư cô mới nói cái chỗ này cho quý vị nghe.
Một cái người không có nết hạnh như vậy, một cái người mà làm rối hết người ta tu không được, trong khi là Đức Phật chỉ cần nói một chút xíu thôi đó thì là cái mọi chuyện nó yên ổn rồi, mà sao lại không nói? Thưa quý vị, bởi vì Đức Phật nhìn ra cái nhân quả. Những người này tu phải gặp chướng duyên, phải gặp quỷ nó phá nhà chai vậy đó, để coi cái tâm của mình sao, để coi mình ứng xử ra sao, mình có cái thái độ như thế là đúng. Còn mình giận, mình buồn, mình bực, mình nói, mình kể, mình càm ràm tất cả mọi thứ, thì mình có thấy cái đó là cái tâm quý nhiệm của mình tăng lên không? Cho nên đó là cái cơ hội để nó cái khuấy động lên những cái quý nhiệm trong cái tâm của những cái người xuất gia đó, và để dần dần người ta nhận ra. Cho đến khi đó người ta nhận ra một cái sự thật rằng á, là tại sao mình lại quan tâm quá nhiều tới cái người này. Bản chất nó là lửa mà nó đi tới đó, nó đốt cháy tới đó. Vậy thì cái cách tốt nhất là mình đừng đứng gần lửa, mình đừng có quan tâm đến lửa, mình để yên cho nó cháy chỗ nào mình di dời ra chỗ đó, mình cháy chỗ nào mình di dời chỗ đó, thì nó cháy mình nó thôi. Vì thấy rõ chưa? Cho nên nhiều khi trong cái tăng đoàn đó, nó cũng xuất hiện những cái mà gọi là chướng duyên cho cái người khác. Mình không nhìn thấy rõ nhân quả, mình nhìn bằng cái pháp thế gian thì mình chết. Nói cái này, nói cái kia, nói cái nọ, nhưng trong khi đó mình không thấy nhân quả, mình thấy không biết được cái chuyện mà nhiều đời nhiều kiếp á, những cái vị này người ta đã có cái căn duyên như thế nào mình không biết, mình xen vô đó mình chết. Hoặc tỷ như trong cái giờ đó mà những cái vị tăng mà chưa có hiểu biết sâu về nhân quả, đôi khi cũng trách Đức Phật. Tại sao cái chuyện nó quậy như vậy mà lại không có nói một lời như vậy, làm sao mà chịu đựng nổi, làm sao không tu nổi. Thậm chí những người ta quá khích á, thì người ta sẽ bỏ cái đó để người ta đi. Nó có cái sự bất công, có sự không chịu đựng vân vân. Thì tất cả những cái suy nghĩ đó là suy nghĩ của pháp thế gian. Còn cái suy nghĩ để nhận ra nhân quả thì phải nhìn thấy. Cho nên những cái đau khổ trong cái đời sống của chúng ta đó là do chúng ta không có nhận ra nhân quả. Và khi có cái việc gì xảy ra đó là chúng ta luôn luôn đòi hỏi cái người khác, hoặc là đòi hỏi những cái điều kiện bên ngoài đó, nó phải tương ưng với mình thì mình mới thay đổi. Trong khi sự tu tập không phải. Sự tu tập đó là chúng ta không có đòi hỏi về cái con người hoặc cái hoàn cảnh, hoặc cái hoàn cảnh ở bên ngoài, mà chúng ta luôn luôn phải có sự thay đổi ở bên trong. Cho nên là người Việt mình nói hay lắm. Người Việt mình nói đó, đất không có chịu trời thì trời phải chịu đất. Tức là giữa trong hai người mà nó cứ liên tục nó xung đột với nhau, thì cái người nào mà sáng suốt người đó thoát. Thoát là bằng cách mình không dính tới nữa. Người ta tự bốc cháy một mình người ta, còn mình không có bốc cháy, mình tách ra, mình không có chịu ảnh hưởng nữa, thì mình thoát. Còn giờ mình đòi hỏi rằng là mình sẽ không bốc cháy khi nào bên này không bốc cháy, chuyện đó không có. Cái chuyện là mình đừng bốc cháy, còn cái chuyện người ta bốc cháy để người ta bốc cháy. Vì như chúng ta biết đó, một cái dòng nghiệp trôi chảy từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ thì chúng ta đây rất khó thay đổi. Tất cả chúng ta đây, người xuất gia cũng như người tại gia, đều rất khó thay đổi. Phước báo lớn lắm đó, mới có thể thay đổi hẳn được. Còn không, nó rất là chậm, rất là khó. Chúng ta ý thức, chúng ta hiểu biết, chúng ta nhìn thấy nó, rồi dần dần chúng ta hỏi mình, mình có nên thay đổi không? Còn không á, chúng ta cứ nói là hoàn cảnh này phải thay đổi, người này phải thay đổi thì tôi mới thay đổi. Thưa quý vị, không bao giờ. Trời đất nắng mưa nè, không có chiều theo ý mình đâu. Nhưng mưa mình phải biết làm gì có lợi cho mình nhất, nắng mình biết làm gì có lợi cho mình nhất. Khi trời u ám mình biết làm lợi gì cho mình nhất, thì cái đó mình sắp xếp làm sao để mà mình thấy là thuận hợp với cái đời sống đó, mình sống. Chứ mình không có nói là hôm nay tôi làm cái việc này ông trời phải nắng,
ngày mai ông trời hãy mưa, không có cái đó. Cái nhân quả với mình khi mình sống chung với bất cứ ai thì đó là cái thời tiết, nó thuộc về nhân quả. Thời tiết trong tâm của người ta thuộc về nhân quả. Sáng nắng chiều mưa không biết được, khi vui đó, khi buồn đó, khi tử tế đó, khi không còn tử tế đó, gọi là cái tâm thời tiết, sáng nắng chiều mưa. Thì chúng ta phải sống như vậy, sống chung với những người như vậy, thì chúng ta thấy cái gì thuận thì chúng ta sống, cái gì không thuận thì chúng ta để ra. Còn nếu không á, tâm mình cũng sáng nắng chiều mưa y như vậy. Hễ ta mưa mình mưa, ta nắng mình nắng, thì mình bị một cái lực tác dụng của người ta nhiều quá, là do cái tâm mình yếu đuối, do cái trí tuệ của mình đó không có sáng suốt, và cái nghị lực, cái bản lãnh mình không có, cho nên người ta mưa mình mưa, người ta nắng mình nắng, và cái đời sống mình phập phồng đi theo đó. Thì cái đó là cái quá yếu đuối của mình. Mình như một cái dề lục bình đó, trôi trên cái dòng sông, tuy có rễ đó mà không bám được vào đâu cả, không trụ được vào đâu cả, nó đi theo con nước để mình sống. Tại sao tất cả những niềm hạnh phúc của mình, sự thanh thản trong lòng mình á, nó phải lại tùy thuộc vào cái con nước, phải tùy thuộc vào cái người sống chung? Sao chúng ta không tập chủ động đi? Bởi vì chúng ta trôi lông trong nhiều kiếp á, là do chúng ta đây không chủ động. Và sư cô vẫn nói rất là nhiều lần đó, mình để cho người khác đó, cầm cái chìa khóa cái nhà của mình. Người ta mở thì mình mới ra được, người ta đóng thì mình phải ở bên trong, trong khi cái chìa khóa đó phải của mình. Cái chìa khóa hạnh phúc phải do mình. Và khi nào chúng ta mở cái tâm chúng ta bằng cái tình thương trong cái pháp thiện, thì cái chìa khóa trong tay của chúng ta. Còn khi nào đó trong cái tình yêu mà thuộc về tham dục, thuộc về cái sở hữu đây, thì cái chìa khóa chúng ta trao cho người bên ngoài. Và người ta đây có tử tế, có vui vẻ, có ân cần với mình thì mình hạnh phúc. Người ta không có tử tế, không có vui vẻ, không có ân cần với mình đó, thì mình cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy xót xa, cảm thấy thiếu thốn, và cảm thấy như cái đời sống của mình không có nghĩa lý gì cả, do mình suy nghĩ sai, do mình quyết định sai. Và mình đi cái sai như vậy đó từ trong vô lượng kiếp. Và rồi, để rồi mình sẽ dễ dàng tái sanh nơi đây. Trong quỷ khổ này có ma và có quỷ đói. Ta khao khát một cái nguồn yêu thương đó từ cái người khác đổ về cho chúng ta, và chúng ta uống bao nhiêu cũng không có hết khát. Chúng ta làm con ma đói mà, chúng ta làm con quỷ đói mà, để chúng ta bám theo những cái chúng sinh mà chúng ta cho rằng những người này là có một cái quyền lực mà ta sẽ mang đến hạnh phúc cho mình. Chúng ta sai lầm đi trong luân hồi. Cho nên á, cái sự sai lầm này nó có thể đưa đến tái sanh trong quỷ khổ. Cảnh giới đó, khi chúng ta không nắm được cái điều này, cái đau khổ nó đưa đến đó. Và khi mà người ta thất bại trong cái mối quan hệ hai chiều này, và ta đi đến tiêu cực, uống rượu để giải sầu, chơi bài để giải sầu, đi khắp nơi thọ hưởng dục lạc để giải sầu. Nhưng mà sau khi người ta sử dụng tất cả những cái dục lạc đó rồi, thì người ta vẫn còn lại một cái nỗi trống trải. Vì người ta vẫn nghĩ rằng những cái người đó, một người đó, những người đó là duy nhất có thể rót đầy cái khoảng trống trong tâm của người ta. Nhưng sự thật nó không phải như vậy. Và khi người ta chết trong cái dục lạc như thế, thì người ta sẽ tái sanh vào cõi súc sanh. Vì người ta vẫn mê muội, không có nhận ra điều này.
con nhện nhện á, nó lập ra cái tao nhện để mà nó dăng bắt những con mồi nuôi cái sự sống của nó. Nó không ngừng lại chỗ đó, mà nó đó coi những cái tao nhện đó chính là thân thể của nó, chính là đời sống của nó. Chúng ta đồng hóa mình với tất cả những cái duyên là quả của mình, là cha, là mẹ, là anh, là em, là chồng, là vợ, con cái, bạn bè, xã hội, dân dân, tất cả. Chúng ta đồng hóa cái đó là một, và chúng ta không tách ra. Trong khi đó đó, cái đời sống tâm linh đó, thì sư cô nói con nhện nó chính giữa, nó làm thành những cái tao nhện bao quanh nó để nó có một cái sự sống. Thì chúng ta đó rất là cần cha mẹ, anh em, chồng vợ, con cái, bạn bè để làm thành một cái sự sống. Cái sự sống đó đó là để cô hóa những cái người này, thì chúng ta đây mới tạo được cái phước lành của chúng ta, để chúng ta tiến hóa trên tâm linh. Nhưng mà chúng ta sai lầm ở chỗ chúng ta đồng hóa những người này với chúng ta làm một, và vì vậy đó là chúng ta không có cái sự sống nhiều, mà chúng ta có cái sự đau khổ nhiều hơn cái sự sống đích thực của chúng ta. Và nó cứ lặp đi lặp lại hoài mà chúng ta không nhận ra cái điều đó. Và để rồi chúng ta sẽ đi vào con đường tái sanh và cứ rơi xuống các cái cảnh này, quanh quẩn như vậy mãi chúng ta không nhận được. Cho nên hãy nhớ rằng con nhện nó nằm chính giữa đây, nó tạo thành những cái tao nhện, càng lớn càng tốt, không sao cả, nhưng mà để tìm lấy cái sự sống. Nó phải hiểu rằng đứt một tao nhện này, nó có khả năng tạo cái tao nhện khác, hoặc là nó không cần thiết cái tao nhện đó nữa, những tao nhện còn lại vẫn đủ sức để nó nuôi sự sống của nó. Chỉ nó hiểu biết như vậy thôi. Vì vậy nó nghĩ rằng những cái tao nhện đó chính là máu, là thịt, là sự sống của nó. Cho nên đứt một tao nhện thì nó chảy máu và nó chết. Và ai chạm vào cái tao nhện đó chính là chạm vào chính cái con nhện này mà nó đau khổ. Đó là sự nhầm lẫn trong con đường luân hồi của chúng ta, nhất là luân hồi xuống bốn cảnh khổ nằm ở cái đường. Rồi càng học chúng ta sẽ càng thấy rõ những cái nhầm lẫn của chúng ta trong cái đời sống, để chúng ta biết mà chúng ta tránh đi. Vì cái đạo Phật là cái đạo duy nhất trên thế gian này đó có thể giúp chúng ta thoát khỏi sự đau khổ, và không có ai có thể giúp cho chúng ta đó ngoài chúng ta. Vì tất cả những cái gì mà nó hình thành nên cái sở thích, cái quan niệm, cái định kiến của mình đều là do mình. Vì vậy giờ đây chúng ta thay đổi cái khuynh hướng đó, thay đổi cái quan niệm đó, là khi nào chúng ta có một cái sự hiểu biết nâng cao hơn, một cái nền tảng lý luận trong tâm của chúng ta có cơ sở vững chắc hơn, thì chúng ta thay đổi. Và như vậy chúng ta suy nghĩ đúng, đi con đường thiện lành, chúng ta sẽ thay đổi cái đời sống nội tâm của mình, và nó, chúng ta sẽ đi trên con đường an vui hạnh phúc. Và khi thân ngoại mạng chung, chúng ta đây không có tục sinh bằng cái tâm duy nhất đưa người ta đến tất cả những cái cảnh khổ, đó là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Còn 18 tâm còn lại nó thuộc về pháp thiện. Thì 19 cái tâm tục sinh này á, nó trở thành là tâm hộ kiếp. Chúng ta tái sanh bằng cái tâm nào thì cái tâm đó trở thành tâm hộ kiếp để nó đi suốt trong cái kiếp sống của chúng ta. Cho nên khó thay đổi là gì? Ví dụ như ông, thí dụ như một người sanh ra làm súc sanh chẳng hạn, thì nó cũng phải đi suốt trong cái kiếp súc sanh của mình. Và nó có như thế này, chúng ta thử đi
ra ngoài đường rồi chúng ta thấy những cái người mà ta không có nhà có cửa, người ta ở dưới cái gầm cầu, người ta bị bệnh tật đói khát vân vân, thì người ta vẫn thiết tha tới cái sự sống. Ít có ai muốn chết lắm, trừ những người mà họ đẩy họ đến cái cực điểm á thì họ mới muốn chết thôi, chứ còn họ vẫn muốn sống lên. Nó gọi là mỗi một cái chúng sinh nó đều có cái đức hiếu sinh của nó. Cái đức hiếu sinh đó nó lại nằm trong đó cái tâm tham, nó bám lấy cái sự sống. Cho nên một con vật nó cũng có đức hiếu sinh của nó, là bởi vì cái hộ kiếp này nè gìn giữ cái đời sống nó cho đến khi mà nó chấm dứt cái công việc của nó là cái tâm tử thì nó mới ra đi thôi. Nó không muốn có bất cứ một cái sự gì xảy ra để mà đoạn cái kiếp sống nó lại cả. Nó gìn giữ, nó bám chặt một nữa. Vì cái lẽ đó đó mà khi đó chúng ta đoạt cái mạng sống của ai, của một con người, tất cả những cái chúng sinh này đó, thì người ta sẽ không có buông ra, người ta không có quên được, bởi vì người ta bám lấy cái sự sống, không có rời được. Những người phá thai thì những đứa nhỏ đeo bám trên lưng, trên da, không có rời ra. Giết người ta nó bám theo, không có rời. Ngay cả mình giết súc sinh cũng vậy, bám theo. Một con ốc, một con cá, một cua, một con tôm, thì cái tâm linh của nó yếu ớt, nhưng mình giết nhiều đó thì nó trở thành cái sự đeo bám rất là nặng nề. Nên mình không nhận ra về vấn đề tâm linh, không nhận ra, mình thấy là thường. Bởi vì sư cô nói hoài, mình sinh ra trong cái đất nước chiến tranh từ cái hồi mà coi như lập quốc cho đến ngày nay, triền miên ngoại xâm nội chiến, thì chúng ta biết là chúng ta có cái cộng nghiệp sao. Cho nên tránh được chút nào mừng chút đó. Bây giờ đói quá lấy gì ạ? Con gì cũng ăn được hết rồi. Con thằn lằn, rắn mối, con dế, con dung, con gì ăn được là ăn thôi, ăn để sống mà. Nhưng bây giờ người ta không ăn để sống mà ta ăn vì thích thú như vậy mà. Vì thọ dục trong ăn uống như vậy. Người ta không nhìn ra cái nhân quả. Nó tích lũy ngày một chút. Chúng ta thấy tâm chúng ta đi từng sát na. Một giây đồng hồ tới 1.000 tỷ sát na mà. Cho nên tất cả những cái nghiệp xấu ác chúng ta làm nó tích lũy thì chút một. Nó giống như bụi mà nó bay trong cái không trung. Bụi đó có nghĩa lý gì, nhưng mà ngày này qua tháng khác nó cứ bám như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy là nó đi tính hàng tấn chứ không phải nó tính nữa. Để coi những cái hạt bụi quế nhiễm trong tâm của mình để mà cảnh giác, chứ không thể coi thường được. Thấy những cái con đường đi của nó đi từ những cái pháp. Rồi khi người ta chết đi, người ta chết nó do cái nghiệp từ vô lượng kiếp mà nó in hình từ trong cái dòng tục sinh này để nó quyết định cái chết. Rồi chúng ta đây đó sẽ học tới cái lộ trình tâm mà thuộc về tử đây, cái lộ trình tâm thuộc về sinh đây, lộ trình tâm thuộc về tử, thì chúng ta sẽ học cái lộ này, chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Với phần này sư cô nói với tổng quát thôi. Bây giờ lần trước chúng ta đã học qua cái phần thuộc về kháng ý môn, thì cái kháng ý môn này nó một phần trong cái kháng môn thôi. Kháng môn nó chia làm hai là kháng ngũ môn và kháng ý môn. Thì chúng ta nhìn đây, như chúng ta nhìn thấy đây là căn nè, đây là môn nè, đây là vật nè. Thì khi á, cái cảnh mà nó thuộc về cái cảnh mà cảnh ngoại đây, cảnh ngoại đây là cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. Nó đi trong năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì năm cái này nè, nó thuộc về kháng ngũ môn.
Còn cái phần còn lại đó là cái ý vật này nè, nó tiếp xúc với cảnh pháp là cảnh nội bên trong á, thì nó sẽ là kháng ý môn. Như vậy cái hoạt động mà thuộc về cái tâm thức của chúng ta nó sẽ chia ra làm hai con đường. Cái chữ lộ là con đường đi, lộ là con đường đi. Thí dụ mình nói đại lộ là con đường lớn, không? Lộ là con đường đi. Thì cái lộ tâm nó chia làm hai, là nó có lộ ngũ và lộ ý. Lộ ngũ đây đó là cái lộ mà nó diễn ra trong năm căn, và cái lộ ý là lộ diễn ra trong cái căn ý, là cái thứ sáu. Thì giờ ở đây đó chúng ta đang nói về cái kháng ý môn. Kháng ý môn này đó thì nó có một thôi, nhưng mà nó có hai cái phận sự trong cái lộ. Đối với lộ ngũ, đây là lộ ngũ đây, thì nó là có cái tên là phân đoạn. Phân đoạn đây nó nằm trong cái lộ ngũ, tức là lộ ngũ môn. Còn nó là kháng ý môn, hay còn gọi là ý môn hướng tâm, thì nó nằm trong lộ ý. Thì chúng ta nhìn ở đây chúng ta biết nè, cái khi mà cái kháng ý môn này mà nó nằm trong cái lộ ngũ môn á, thì nó có tên là phân đoạn. Thì cái chỗ này chính là cái chỗ quyết định để mà các cái tâm động tốc này đây ra nó tạo nghiệp. Chỗ đó là nó tạo nghiệp. Cho nên cái lộ ý nó cũng sẽ nằm ở đúng cái vị trí của tâm phân đoạn. Cái lộ ngũ nó nằm ở đúng cái vị trí tâm phân đoạn. Và đó, cái chức năng của nó khi nó nằm ở trong cái chỗ đó đó, thì như chúng ta thấy nó là duy tạc, tức là nó không có tạo nghiệp. Nó xuất hiện để nó làm một cái công việc rất là khách quan. Đó là nó xem xét những cái đối tượng đến với nó đó, là nó sẽ phải ứng xử ra sao. Thì khi nó xem xét rồi, nó quyết định, cho nên là trong cái phân đoán nó để chữ xác định đây. Sau khi nó phân tích và nó phán đoán là nó quyết định, là đối với các cái cảnh này nó phải ứng xử ra sao, nó phải có thái độ ra sao, nó phải có cách xử lý ra sao cho thích hợp, thì nó mới đưa đến đây để tạo nên cái thiện hay bất thiện. Lần trước thì cô có được một cái thí dụ cho quý vị đó, một cái buồng chứa chính mà đem vô, cái cách mình xử lý như thế nào thì mình tạo được cái nghiệp thiện và bất thiện. Bây giờ trước một cái hoàn cảnh mà nó tạo nên cái bức xúc trong tâm mình ghê gớm đó, thì cái phân đoán này nó lại gắn vào cái hộ kiếp. Như chúng ta hiểu biết hộ kiếp này là tâm quả. Trong cái tâm quả tục sinh này chúng ta có chứa những cái tập khí tốt và những cái tập khí xấu. Thì đây đó, cái hộ kiếp này nè, ngay cái chỗ này nó luôn luôn nó nói rồi, nó tìm đến này, nó kết nối với cái tập khí thiện lành của chúng ta, nó kết nối với cái tập khí nóng nảy bức xúc của chúng ta, nó nói này. Cho nên trước một cái cảnh tốt, khả ái khả hỷ thì nó dễ đi vào đây. Trước một cảnh xấu, không khả ái khả hỷ, nó dễ đi vào đây. Nhưng nó cũng có khi đó, những cái cảnh xấu nó lại mở ra cái chân trời tốt. Chắc gần đây quý vị đọc báo, quý vị có nghe cái tin về cái gia đình của bà Huỳnh Thị Cẩm,
ở bên Mỹ về đây để đi làm từ thiện. Hai vợ chồng bà với hai vợ chồng đứa con gái. Thì khi xe nó ngừng ở một cái ngã tư, đèn xanh đèn đỏ, thì bà mới đi lên cái xe lớn đó để mà bà phát cái thức ăn sáng gì bà cất ở trên xe. Bà lên bà mới mở ra để mà đưa cái thức ăn sáng cho mọi người trên xe ăn. Thì cái lúc đó là cái xe đằng sau đó nó đứt thắng thế nào nó tràn tới, thì nó làm cho trọn cái xe đó không còn ai sống cả, trong khi chỉ một cái tích tắc như thế thôi. Thì mình thử tưởng tượng xem, bây giờ chồng mất, con gái mất, thằng rể mất, còn hai đứa cháu ngoại nhỏ còn nhỏ ở bên Mỹ. Thì cái đau đớn này đó, nó là cái sự bức xúc không thể diễn tả được. Nhưng mà khi bà thấy cái sự việc nó xảy ra vậy đó, thì bà nghĩ rằng cái chuyện gì nó đã xảy ra thì nó là cái nhân quả rồi. Nhưng cái bây giờ bà phải làm đó, là bà xót thương cho cái người tài xế này. Khi cái sự việc xảy ra như thế này thì cái người này chắc chắn là không có thoát khỏi cái chuyện thứ nhất là cái bằng lái không có sử dụng được, cái thứ hai là phải ở tù. Còn cái chuyện bồi thường đó thì cái chuyện đó nó thuộc về cái ông chủ xe, thuộc về cái bảo hiểm hoặc là bản thân người này chút đỉnh thôi. Nhưng mà bà nghĩ rằng cái người này phải đối mặt với những cái vấn đề đó, cho cái người sống là cả một cái vấn đề mà mình phải suy nghĩ rất là nhiều. Và cuối cùng đó là bà xin bãi nại tất cả để xin cho cái người tài xế này đi về để có thể mà lo được cho vợ con. Thì cái chuyện đó là chuyện luật pháp, nhưng mà cái cách xử lý của bà để cho thấy rằng là cái khi mà một cảnh quá xấu như thế này nó gợi lên một cái sự đau khổ trong lòng bà, nhưng nó không gợi lên sự thù hận. Và vì vậy đó, khi bà đau khổ vậy thì bà nghĩ rằng cũng có những người khác trong cái tai nạn này hiện tại người ta đối đầu với những cái đau khổ hơn nữa, cho nên bà duyên với cái pháp thiện và tha thứ cho người ta. Thì cái khi đó đó, nơi đây nè, cái lộ này nó đi vào trong cái tâm hộ kiếp của người này, nó mở ra. Nhưng mà cái tập khí tốt này nè, nó cuốn hút cái người này, khiến người này có một cái ứng xử mà người ta gọi là ứng xử trong cái tâm của một cái vị Bồ Tát. Mình thấy rõ chưa? Cho nên trong tâm chúng ta có tất cả hai thứ. Cái đau buồn này là cái không thể tránh khỏi. Thử khỏi tưởng tượng nghe một cái ầm như thế, mà mình trên một cái xe lớn gần một bên như thế là coi như rụng rời tay chân hết. Thì vậy nó phải thấy nó, cái cảm xúc này là cái khổ thọ nó phát sinh. Nhưng khi mà người ta kịp để suy nghĩ lại, để xem xét lại, để cân nhắc lại, phân tích và phán đoán mà, thì duyên liền với cái phát hiện, nên không làm khó người khác. Cái nhân quả nó tới đó, không ai muốn. Còn cái bây giờ mình muốn được là nên muốn điều tốt. Chứ còn nếu không đó, do cái bức xúc của cái khổ thọ này đó, người ta có thể đi đến cái chỗ người ta đặt cái vấn đề rằng tại sao đi cái xe không kiểm tra để cho thắng nó hư nó vậy vậy. Thế người ta đặt nhiều cái vấn đề ra để người ta buộc tội. Thì buộc tội thì phải chịu tội thôi, chứ đâu làm sao khác hơn. Nhưng mà làm thế để được cái gì? Để được cho những cái mà nó bị bức xúc trong cái tâm mình đó, nó được thỏa mãn cái sự bức xúc đó, chứ không phải rằng nó đưa đến một cái phát triển về cái phước báu, về mặt tâm linh và trí tuệ về tâm linh. Cho nên cái tâm phân đó nó nằm ở chỗ đó, nó chính là một cái sự tự do quyết định, và sự tự do này mang tính trách nhiệm cá nhân. Và khi chúng ta hiểu cái tâm này nó xuất hiện ở đây đó, thì cũng có nghĩa rằng chúng ta hiểu rằng chúng ta chịu trách nhiệm tất cả những cái hành vi của mình. Hành vi từ trong suy nghĩ, từ trong lời nói cho đến cách ứng xử của mình, mình đã chịu trách nhiệm bởi vì nó nằm đây. Ý môn hướng tâm nằm đây, phân đoán nằm đây, hai cái đó là một, nó quyết định.
Như vậy chúng ta có sự tự do chọn lựa, cũng có nghĩa là chúng ta chịu trách nhiệm về việc mình. Để chúng ta hãy nhìn xem bà Huỳnh Thị Cẩm này phải trở về Mỹ để nuôi hai đứa cháu. Việc chôn cất những người này cũng là công việc của bà, cũng là cái trách nhiệm của bà. Nhưng mà bà làm cho tất cả những cái trách nhiệm đó nó trở thành cao quý ở cái chỗ là tha thứ. Và nghĩ tới cái đau khổ của mình, nghĩ người khác còn đau khổ hơn. Bởi vì dầu sao mình có thể nuôi được hai đứa cháu mình, nhưng cái người tài xế này phải làm sao với con của người ta, với gia đình của người ta, trong khi người ta không muốn vậy, do nó đức cái thắng mà. Chứ người ta không cố ý, người ta không có ẩu tả, nhưng vậy nó đức cái thắng là bỏ tay, không thể chịu đựng được. Thành ra cái bao dung này, cái mà thông cảm trước cái đau khổ này ra, chính là cái thiện lành nó đang mở ra. Và nó tạo nên một cái phước báo cực kỳ lớn cho bà, cũng như cho cái con cháu của bà sau này. Và nó làm cho đó, cái trái tim nhân hậu của tất cả mọi người đều rung động hết. Và trong một cái xã hội mà đầy dẫy những cái chuyện không vui đó, thì đây là một cái mà làm cho người ta ấm áp một cái tình người. Đó thì không phải tất cả những cái quả xấu đều đưa đến những cái phản ứng xấu, mà những cái quả xấu đều có thể từ cái pháp bất thiện này có thể duyên với pháp thiện. Hiểu chưa? Cũng như từ cái tốt này nó có thể duyên với pháp bất thiện. Giàu quá, nhiều tiền quá, người ta nói giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Giàu quá, hưởng nhiều quá, bây giờ muốn kiếm thêm 5 thê 7 thiếp nữa, muốn tạo 5 dòng 7 dòng nữa thì là dối trá, thì đơm đặt rồi là đủ mọi trò hết. Thì pháp bất thiện phát sanh, cảnh tốt nè, được hưởng rồi, hưởng rồi duyên với pháp bất thiện, làm cho người khác phải đau khổ và gây ra không biết bao nhiêu những cái tai hại cho chính bản thân của mình. Cho nên đâu phải tất cả những cái tốt đều chỉ đưa đến cái tốt. Tốt hưởng được xong rồi nó duyên với pháp bất thiện. Cảnh xấu có thể làm mình đau khổ nhưng mà có thể duyên với pháp thiện. Vì thấy cái phận sự của tâm mình chứ, cái khả năng của tâm mình có thể làm tất cả những điều tốt nếu chúng ta biết. Còn cái chuyện nó phải khổ đau, nó có luôn. Nhưng khổ đau rồi, tỉnh táo sáng suốt để mà đi vào cái con đường sáng, được không? Được. Vậy tại sao chúng ta phải đi vào con đường tối? Vậy tại sao chúng ta phải dẫn dắt cái tâm mình ở trong cái nỗi buồn u u minh minh để rồi tự mình thắt cổ mà chết, nhảy xuống sông mà chết, thiêu đốt mình mà chết? Và có bao giờ mình nghĩ rằng cái hành động rồ dại đó nó sẽ đi lặp lại hàng ngàn kiếp sống của mình như vậy? Có khi nó đi tới hàng triệu kiếp sống của mình vậy. Cho đến bao giờ mình tỉnh ngộ ra thì mình thoát, mình chưa tỉnh ngộ thì chưa thoát. Bởi vì cái đó do cái suy nghĩ của mình, do cái quyết định của mình mà mình làm như vậy, thì nó sẽ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Tại vì nó hóa sanh, nó trải qua hàng triệu cái kiếp sống mà mình đã quyết định sai lầm như vậy. Cho đến bao giờ mình nhận thức ra rằng mình sai thì mình thoát, không nhận thức ra cái sai là không thoát. Cho nên quý vị thấy đạo Phật nói gì? Tất cả chúng ta thoát khổ nhờ trí tuệ mà thôi. Và cái trí tuệ đó không ai cho chúng ta cả. Chúng ta đi từ trí văn, trí tư cho đến trí tu. Và khi bất cứ cái gì mà nó xảy ra trong cái đời sống của chúng ta, mà do mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm và thân chúng ta xúc chạm, kể cả không có năm cái đó mà trong đầu chúng ta khởi lên cái gì, thì đó, khi nó tới cái phần cái kháng ý môn này,
hay là nó phần cái phân đoán này, tức là phân đoán nằm trong lỗ ngũ và kháng ý môn ở đây nó nằm trong lỗ ý, thì tất cả nó đều câu thông vào trong cái tiền kiếp của mình, nó sẽ nối liền với cái tập khí của mình, hay nói rõ hơn á là nó nối liền với lại cái tánh ý của mình. Vậy nó nói vậy rồi và nó mới tạo tác nên cái đó. Và như vậy á, với tất cả chúng ta đều có đủ cái thời gian để nơi đây lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nó tới cái chỗ này, nó chưa có thể tạo tác cái này mà nó thể cập. Hoặc nó tới cái này, nó tạo tác cái này liền ở chỗ này, nó suy nghĩ lại. Sau khi mình suy nghĩ, mình thấy cái suy nghĩ này nó không ổn, lập tức suy nghĩ lại, thì nó nằm chỗ này. Nó nghĩ tới nghĩ lui, giống như nãy sư cô nói đó. Là khi một cái quả xấu nó trổ xanh thì cái người này nó bị khổ, bị cái khổ thọ nó hành hạ. Nhưng mà khi nó tỉnh lại thì nó bắt đầu nó duyên với cái điều tốt, suy nghĩ cái điều tốt. Vì thấy không? Còn nếu như đó mà cái quả xấu nó trổ xanh mà mình cứ chôn vùi vào trong cái xấu này đó, thì cái phước thiện cũng như phước về thiện trí của mình yếu kém. Cho nên mình mới chôn vùi trong đây lo. Và ai nói mình cũng không nghe. Để rồi cuối cùng mình chôn vùi mình sâu hơn nữa bằng cách mình hủy hoại thân của mình. Có cái hủy hoại nhanh và có cái hủy hoại chậm. Cái hủy hoại nhanh là tự tử. Hủy hoại chậm là nuôi dưỡng cái sự phiền muộn trong tâm của mình để cho cái sắc pháp này đó nó bị héo hơn. Và cái đời sống nội công tâm tối cho đến giờ chết đi thì nó chìm đắm nơi đây. Nó không làm phát sanh cái phần sáng rỡ trong tâm của mình, nó không có phát sanh được. Như vậy, khi mà chúng ta đây phải tiếp nhận những cái quả xấu của mình, đừng đổ thừa cho ai hết. Đừng than trời, đừng trách đất, cũng đừng có đổ cho đó là những cái nguyên nhân trực tiếp. Những cái nguyên nhân gần mà cái nguyên nhân sâu xa luôn luôn nó nằm trong cái dòng nghiệp đã in hình trong cái tâm hộ kiếp của mình, in hình trong cái tánh khí của mình. Vì cái giờ cuối cùng trong cái đời mình bắt cái cảnh nào á là cũng do nghiệp mình tạo ra thôi. Mà nghiệp mình tạo ra nó nằm đây, nằm nơi tâm động tóc đây. Vì vậy chúng ta đâu có than trách được. Và đây là một cái điều mà trong đạo Phật dạy chúng ta thoát khổ đây. Chúng ta nhìn đây, đây là các căn của chúng ta, nó là quả nghiệp nó trổ sinh trong cái đời này, khiến cho chúng ta có một cái thân thể này. Chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân với cái chùm thần kinh của mình đó khác biệt với người khác. Cái sự tiếp nhận cái độ bén nhạy của nó, cái phẩm chất của nó khác với cái người khác. Nó là cái quả nghiệp này. Và đây những cái cảnh xuất hiện này nó chỉ có thể nối kết được khi nào nó đồng thanh tương ứng và đồng khí tương cầu, nó phù hợp với nhau, nó mới chiêu cảm lẫn nhau. Và tất cả các cái căn này cũng như các cái cảnh này nó đều sinh diệt, nó đều đổi thay. Tức là tất cả đều là vô thường. Như chúng ta biết về mặt sắc thì nó sinh diệt trong 17 sát na. Về tâm nó sinh diệt trong một sát na. Nó luôn luôn thay đổi. Nó thay đổi không ngừng. Nhưng cái mà chúng ta khổ là bởi vì chúng ta không có chấp nhận cái vô thường. Và không có ai làm nên nó. Nó là vô ngã. Bản chất của tất cả các pháp hữu vi thuộc về sắc pháp, thuộc về tâm pháp đều vô thường và vô ngã. Khi chúng ta không thấy rõ điều này, không biết rõ điều này, hoặc đã thấy rõ hoặc đã biết rõ mà không chấp nhận nó thì phát sanh khổ. Vậy cái khổ này nó sẽ biến mất
Khi chúng ta nhìn thấy sắc pháp và tâm pháp đều biến đổi, đều biến hoại, đều sinh và diệt, và nó đi theo cái luật về tâm linh, cái luật về sắc pháp. Nếu chúng ta không biết điều này thì chúng ta sẽ nhầm lẫn là do chúng ta nghĩ là ta đã tạo ra nó, hoặc cái người khác là anh, là tôi, là ông, là bà chẳng hạn mà tạo ra nó, thì cái này chúng ta nhầm lẫn thì chúng ta phải đau khổ. Còn nếu chúng ta thấy nó luôn luôn biến đổi, nó không có ai tạo dựng ra, mà khi nó phát sanh nó có luật của nó, như chúng ta nhìn cái dòng tâm thức này nó hoạt động theo luật của nó. Nó xảy ra người đàn ông, xảy ra người đàn bà, nó xảy ra cho một cái đứa nhỏ, xảy ra cho người lớn, nó xảy ra ông vua hay là một người thứ dân, nó xảy ra cho một người hiền hay một người ác, luật nó đi là như thế. Đã nói luật thì không có thiên vị một ai cả. Và khi chúng ta không hiểu được cái điều này thì khổ sẽ phát sinh. Cho nên là cái hoàn cảnh nó đến rồi nó lại đi. Cái tâm thức của chúng ta nè, nó cũng đổi dời luôn luôn. Như vậy, nắm cái điều này để chúng ta đổi nó qua cái tốt. Từ cái xấu chúng ta sẽ duyên tới cái tốt. Tại sao không duyên? Tại sao xấu chúng ta lại duyên với cái xấu? Cho nên trong kinh Đức Phật có nói có bốn hạng người. Có hạng người sanh ra từ trong bóng tối và lại đi vào trong bóng tối. Có hạng người sanh ra từ ánh sáng và đi sâu vào ánh sáng. Có hạng người sanh ra từ bóng tối nhưng đi ra ánh sáng. Có hạng người sanh ra là ánh sáng đi vào bóng tối. Bây giờ mình nói theo pháp thế gian cho nó dễ nhớ. Có những người sanh ra thiếu phước, cha mẹ mất sớm, nghèo khổ, lận đận, đủ các mọi thứ, nhưng cuối cùng ta vươn lên con đường tốt, vươn con đường lành, và người ta đã thành công ở thế gian, và người ta thành tựu về mặt tâm linh. Đó là những người sinh ra trừ trong bóng tối nhưng lại đi ra ánh sáng. Có những người sanh ra cha mẹ đầy đủ, tiền bạc cha mẹ nuôi không thiếu thốn, cái gì cũng không có hết, cái gì cũng có hết, cái gì còn không thiếu một cái gì á, nhưng cuối cùng đi trong bóng tối. Thì cô có gặp một cái người đó hơn 50 tuổi rồi, cha mẹ hồi trước rất là giàu, cho đi du học từ nhỏ, và ở nhà đó trước khi đi du học á, 10 tuổi vẫn có người giúp việc tắm cho, quần áo cũng có người mặc cho. Thì khi qua bên đó cha mẹ chu cấp đầy đủ thôi. Người này qua bên đó không có gia đình, học thì cũng tốt nghiệp được đại học, nhưng mà đi làm ở đâu cũng không bền. Và có một cái thú vui duy nhất đó, là thích đi vào trong mấy cái chỗ người ta khiêu vũ nhưng mà không khiêu vũ, người ta uống rượu nhưng mình không uống rượu. Chỉ tốn một cái món tiền duy nhất đó, và thấy cái cô nào mà có cái tóc đẹp đó, thì xin cho được vuốt cái tóc đó, trả bao nhiêu tiền cũng được. Và đến khi cha mẹ mất rồi đó thì cứ sống mà nó bấp bênh như vậy đó. Cái đầu nó cứ lơ mơ vậy đó. Mà học thì giỏi, không có dễ. Bây giờ cuối cùng về đây, vào trong viện dưỡng lão, nhờ một cái người bạn chu cấp đóng trong tiền dưỡng lão cho ở. Từ ánh sáng đi vào trong bóng tối, cái cuộc đời nó cứ lơ mơ, nó bấp bênh, nó không có định hướng, không có sáng rõ được. Nó bị cái tâm si nó làm cho cứ bập bênh, không có tạo cái gì ác nghiệp cả, nhưng mà không có định hướng được, không có sáng suốt được, sống như thế. Cho nên chúng ta hãy nhìn xem đó, mình từ trong bóng tối đi ra ánh sáng, hay mình từ trong ánh sáng đi vào trong bóng tối, hay từ bóng tối lại đi vào trong cái tâm tối hơn nữa, hay là mình đang ở sáng lại đi vào cõi sáng, thì nhìn thấy rõ để biết mà hiểu rằng là cái con đường tái sanh của mình nó sẽ đi theo đâu, đi theo không có sai khác.
Và tới bây giờ thì chắc là quý vị cũng không có lạ lùng gì cái chuyện mà người ta đã tìm ra cái cách để mà chụp hình đó, từ một cái lá cây, một cái đồ vật, một cái con vật cho đến con người đó, thì mỗi người nó đều phát ra một cái từ trường của ánh sáng. Và cái kết luận của những cái tấm hình người ta chụp ra đó thì nó rất là phù hợp với cái nền y học của Tây Tạng, là những người sức khỏe tốt đó, thì nơi cái người này đó, những cái hào quang nó tỏa ra đó, thì những cái hào quang nó đẹp, nó sáng, nó làm cho người ta cảm thấy là giống như là nó dễ chịu trong cái con mắt của người ta, làm cho êm ái. Còn những cái người mà bệnh nơi thân, bệnh nơi tâm á, thì những cái hào quang nó chiếu ra thường là nó tối, nó rất làm cho người khác khi tiếp nhận nó rất là khó chịu. Và cái y học Tây Tạng đó, những cái vị tăng người ta học về cái ngành y đó, thì người ta có những người, không phải tất cả đều như thế này, có những người ta có cái khả năng đó, là khi mà người ta chẩn đoán cái bệnh của người khác á, thì người ta nhìn cái hào quang đó ra người ta biết. Người ta biết những cái vùng nào nó phát ra cái màu ánh sáng nào thì nó bệnh ở cái vùng đó. Người ta đi trong cái hào quang đó thì người ta sẽ nhận ra được cái bệnh đó mà người ta chẩn đoán rất là chính xác. Thì bây giờ người ta đã chụp hình được tất cả những cái này. Cho nên mỗi một cái người nó có một cái từ trường nó phát ra, và nó có cái vùng ánh sáng nó hiện ra, nó rõ ràng như vậy. Thì cái pháp thiện hay pháp bất thiện nó đều tỏa sáng như thế. Cho nên chư thiên xuất hiện ở đâu thì cái dần hào quang nó sáng chói tới đó, là bởi vì cái pháp thiện lành nơi chư thiên. Có những cái vị cao tăng mà khi tịch rồi đó, thì cái lúc mà đưa vào quả tán hoặc là đưa vô cái chỗ mà nhập cốt đó, thì cái hào quang trên trời nó vẫn sáng như thế. Đó là quý vị thấy như là Hòa Thượng Giác Khang chứ, nên là Sư Bà Hải Triều Âm chứ hả, thì đó cái hào quang nó chiếu rất là lâu và người ta có thể chụp hình được. Thì để cho thấy rằng là cái tốt nó cũng tỏ ra một cái từ trường, mà cái xấu nó cũng tỏ ra một cái từ trường. Và tất cả những cái này là đều do mình có cái phân tích và phán đoán, có cái quyết định của mình. Dẫu mình có làm sai đi nữa, nhưng mà cái chỗ này mình vẫn trở lại được. Trong cái lỗi, trong cái kháng ý môn này, ý môn hướng tâm này, mình có thể trở đi trở lại, trở đi trở lại. Tức mình có thể suy nghĩ tới lui hoài. Cái lúc mà cái sự việc nó xảy ra là cảnh xấu, thì cái cảm thọ không có lành nó phát sinh, cảm thọ khổ, cảm thọ ưu nó phát sinh. Nhưng sau đó người ta có thể chuyển được. Vậy tất cả khổ đau hay hạnh phúc là do chúng ta biết thay đổi, biết chuyển đổi mà thôi, chứ không do ai cả. Khi chúng ta cứ chôn chặt cái suy nghĩ mình cố định trong cái chỗ đó thì chúng ta cũng thoát ra được. Giống như chúng ta vẽ một cái vòng tròn và bắt mình đứng ở trong đó, và không có dám bỏ chân ra, không có dám nghĩ khác đi, thì mình phải bị chôn vùi. Còn trong khi đó, ngoài cái vòng tròn mình rẽ ra đó, thì cả một cái không gian bao la, mình muốn đi chỗ nào cũng được. Cái tâm thức của mình á, khi bị trói buộc vào trong tham sân si, thì nó là một cái vùng tù động, nó giam nhốt, nó chôn chặt cái đời sống của mình. Trong khi mình mở ra một cái pháp thiện mênh mông, chúng ta có thể nhìn đây, pháp thiện đi từ thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế. Nó mở ra một cái chân trời bao la, trong khi cái dũng lầy của nó chỉ có tham sân và si thôi, thì chúng ta lại mắc lầy nơi đây quá nhiều và chúng ta không ra được. Chúng ta ngỡ rằng còn cái người thân này chúng ta mới sống được, không còn cái người thân này thì cuộc đời hết ý nghĩa. Thưa quý vị, cuộc đời vẫn luôn luôn là một cái bài học cho chúng ta mãi mãi, không phải chỉ trong hiện kiếp mà trong luân hồi nó vẫn là một cái bài học chúng ta. Nhưng vì chúng ta đó nhốt mình vào trong cái mối quan hệ này và không cho phép mình thoát ra, chứ không phải cuộc đời không còn ý nghĩa nữa. Vì thấy rõ gì? Tự mình nhốt mình vô đây mà.
mình nhốt mình trong mối quan hệ này mà không cho mình thoát ra, và mình chấp nhận chết trong mối quan hệ này, đắm chìm mãi trong mối quan hệ này, không cho phép nó thay đổi, trong khi đời là vô thường. Tại sao mình không thấy cái vô thường? Đời này, kiếp này gặp nhau ở đây là quả của nghiệp, là duyên để cho quả nghiệp trổ sanh, rồi sẽ ra đi mà, đâu có giữ lại được. Rồi trong cái luân hồi đó, rồi cũng là quả, cũng là duyên, cũng lại gặp lại nhau mà. Và sư cô đã giải thích cho quý vị rất là nhiều lần, mai nói trở lại đó, là khi mà chúng ta tạo cái nghiệp, chúng ta gieo bằng tâm, thì cái luân hồi chúng ta gặp lại bằng tâm, còn dưới một cái hình thể nào, đó là do quả nghiệp riêng của người đó. Chúng ta cứ khắn sâu cái hình bóng này, khắn sâu cái hình dáng này, khắn sâu cái hình thể này, mà chúng ta không hiểu rằng cái bóng, cái dáng, cái hình thể này đây, nó là cái quả nghiệp, nó sẽ đổi thay từ sơ sinh cho đến khi chết. Có phải vậy không? Như vậy thì cả một cái dòng sống chúng ta đây, hết một kiếp sống rồi thì nó phải đổi thay. Đường luân hồi chúng ta gặp nhau ở tâm, ở nơi cái quả nghiệp đã ứng xử với nhau, nó không ở trong hình bóng, trong hình dáng, trong hình thể. Nó có thể là hình bóng khác, một cái hình dáng khác, một cái hình thể khác, nhưng đồng thanh tương ứng, đồng khí tiên cầu, nó nằm ở trong tâm. Vậy tại sao chúng ta cứ phải khắn mãi trong những cái hình bóng, những cái hình thể đó, để rồi đau khổ, để rồi mộng mơ? Chúng ta thử về chúng ta đọc câu chuyện tiền thân của Đức Phật, thì chúng ta thấy những người đệ tử mà khi Đức Phật có mặt trên thế gian này, những cái vị đó cũng có mặt để rồi thành tựu quả vị Phật của mình, thì không hề là có một kiếp cuối mà thôi, đã đi với nhau trong luân hồi lâu lắm, đã tạo biết bao nhiêu cái duyên lành đối với nhau, và đường luân hồi đâu có tách ra đâu, cho đến khi thành quả vị Phật mà. Còn chúng ta đau khổ vì chúng ta chấp vào cái bóng, cái dáng, cái hình thể, và chúng ta cứ mong, cứ đợi, cứ chờ cái hình thể đó, cái hình dáng đó, cái hình bóng đó tái hiện lại trong đời chúng ta. Nó không tái hiện lại như vậy, nó tái hiện cái tâm. Chúng ta sống tốt đẹp với nhau, chúng ta gặp lại nhau đây trong cái luân hồi. Tại sao chúng ta cứ phải chờ đợi những cái mà chúng ta biết rõ rằng vô thường, luôn luôn đổi thay? Mình đổi thay cái hình thể mình từ trong bụng mẹ cho tới bây giờ nó đổi thay. Bạn bè 50 năm không gặp lại nhau, bây giờ gặp lại nhau khó nhìn nhau lắm. Phải có ai nói, phải có một cái gì gợi nhớ lại mới có thể nhận ra nhau mà. Huống chi đừng luân hồi đã cắt cái mạng sống rồi, nó thay đổi một cái hình thể rồi, nên những cái điều trong tâm vẫn còn nhắc nhớ. Cho nên cái sai lầm chúng ta là không chấp nhận cái vô thường, không thấy rõ cái vô thường, và không nhận ra cái vô thường, và chúng ta cứ ôm ấp mãi cái mà chúng ta dính khắn vào trong đó. Cái đau khổ nằm ở chỗ này, giải tỏa ra được hay không do mình. Khi người ta thời trai trẻ, người ta gắn bó với nhau, người ta đợi chờ, đến khi gặp lại nhau, hai cái đầu đều bạc hết á, không nhìn ra nhau. Nhưng mà người này vẫn chờ đợi người kia với cái hình dáng của cái thời 20 tuổi, với những cái lời thân thiết của thời 20 tuổi. Bây giờ 70 tuổi rồi, tản mặt nhau mà vẫn không có nhận ra nhau.
Nhưng ta vẫn chờ, vẫn đợi như thế, và ta chấp nhận chờ đợi trong bao nhiêu kiếp cũng được, nhưng đâu có gặp lại đâu, chỉ là hoài công mà thôi. Đời này thấy mặt nhau, tận mặt nhau rồi vẫn không nhận ra nhau mà, còn chờ chi đến một cái kiếp nữa. Tất cả đều là vô thường. Khi chúng ta hiểu như vậy thì khi tâm chúng ta bất một cái cảnh nào, một cái cảnh xấu hay là một cái cảnh tốt, thì chúng ta đều phải nên duyên với cái điều lành, nên duyên với cái điều tốt, phải đưa chúng ta ra khỏi cái ánh sáng. Đời này gặp nhau ở đây, trên cái thế gian này đó, mỗi người đều có một cái vai diễn của mình. Cái vai diễn này nó lạ lùng ở chỗ đó, chính mình là người viết kịch bản, chính mình là đạo diễn, chính mình là diễn viên. Cho nên mình có cha, mình có mẹ, thì cha mẹ mình có con, con chính là mình. Mình có chồng thì chồng mình có vợ, vợ chính là mình. Mình là có con thì con mình nó có mẹ chính là mình, nó có cha chính là mình đấy. Tất cả nó quấn quýt nhau mà, và nó làm thành một cái vở diễn. Mình viết kịch bản mà, mình muốn một cái gia đình mình phải như thế này thế này, kịch bản đó mình tạo ra. Rồi để cho cái kịch bản này nè, nó đưa lên sân khấu như ý mình muốn là do vai mình diễn. Cho nên khi mình không vừa ý với cha mẹ, không vừa ý với người hôn phối của mình, không vừa ý với con của mình, thì cái kịch bản này cũng do mình viết lời thoại, và do mình á hướng dẫn cho cái diễn viên này nó phải diễn ra dưới cái sắc thái này, dưới cái điệu bộ này, dưới cái cử chỉ này. Và có bao giờ mình biết rằng cái vai diễn này nó đang tạo tác cái nghiệp của nó hay không? Mà hết một cái vở diễn rồi thì cái màn nhung nó khép lại, cái sân khấu đèn đã tắt rồi, thì tất cả những người này trở về đời thường của mình. Thì sân khấu này tắt rồi, vở diễn này kết thúc rồi, hoặc cái phút diễn này, cái màn diễn này, à, cái lớp diễn này chỉ 3 người trên sân khấu, hay 5 người trên sân khấu, hay 7 người trong sân khấu, rồi nó phải thay đổi luôn luôn mà. Tại sao chúng ta không chịu thay đổi? Tại sao chúng ta không linh động trong sự suy nghĩ của mình? Nếu chúng ta luân định, nếu chúng ta có cái sự linh động và chúng ta thuận theo cái pháp vô thường, vô ngã, thì chúng ta sẽ không khổ. Còn nếu chúng ta không thuận theo thì chúng ta lại phải khổ. Con đường nó rõ ràng như thế. Và tất cả mình làm cái gì mình đều trách nhiệm hết. Kể cả mình nói rằng lúc đó không biết tại sao tôi làm vậy đó, tôi cũng không hiểu nữa. Lúc đó tại sao tôi làm vậy mà tôi không hiểu nữa, lúc đó tâm si đang điều khiển. Và mình phải chịu trách nhiệm gì đó. Tại mình không có đi vào con đường tri văn, tri tư, tri tu, thì cái vô minh mình nó phải dày đặc thôi. Mình chịu trách nhiệm chứ ai chịu trách nhiệm. Mình có cái đèn mà. Mình thắp sáng hay không là do mình mà. Mình lấy cái chụp mình chụp lại cũng do mình mà. Chụp xong rồi lấy màn che lại cũng do mình mà. Tháo ra cũng do mình mà. Khiêu cái ngọn đèn đó lên cao cũng do mình mà. Cho nó lủi xuống cũng do mình mà, đập vỡ nó cũng do mình mà. Tại sao mình đổ thừa cho ai? Cho nên là khi mà chúng ta học về cái hoạt động của cái tâm thức của mình, cái dòng trôi chảy của nó, chúng ta đây lại trở lại vấn đề vô thường, vô ngã. Chúng ta nhìn cái dòng trôi chảy của nó, từ cái tâm này sinh diệt đến tâm khác sinh diệt, tâm này sinh lên rồi diệt, rồi tới tâm khác sinh lên diệt, rồi tới tâm khác sinh lên diệt, thì chúng ta thấy rõ ràng vô thường đi trong cái dòng tâm thức này, nó là cả một chuỗi của sự vô thường liên tục từ vô lượng kiếp tới nay. Cái dòng sống về tâm thức lẫn sắc pháp chúng ta đều là một cái dòng chảy của vô thường. Và khi nó hoạt động như thế này, không phải do cha mẹ chúng ta điều khiển, không phải do bản thân chúng ta điều khiển, cũng phải do thần thánh điều khiển,
mà nó vận động có tính quy luật của nó, cho nên nó là vô ngã mà thôi. Vậy khi nào chúng ta thấy rõ, hiểu rõ, biết rõ thì chúng ta không có tự lừa dối mình. Còn khi nào chúng ta không hiểu rõ, không biết rõ thì chúng ta tự lừa dối mình, bởi vì chúng ta thấy có cái ngã, bởi vì chúng ta thấy cuộc đời là thế đấy, không thấy vô thường mà thấy nó thượng, và thấy nó có cái ngã, và chúng ta ngỡ rằng đời khi ngọt, khi mặn, khi chua, khi cay, khi đắng, khi chát, không thấy nó khổ. Chúng ta thấy cái vị của hỷ lạc, nhưng chúng ta không rõ cái hỷ lạc này là hỷ lạc nằm trong thiện hay bất thiện, chúng ta đã không thấy rõ. Thì cái việc chúng ta nếm trải những cái đó, rồi để chúng ta nếm trải không phải như cái đó đối ngược lại, thì chúng ta nghĩ đó là thường thôi, đời sống là vậy mà, chấp nhận. Trong khi đích thực nó vô thường, nó thay đổi luôn luôn. Nhưng mà cái mà chúng ta bám chặt qua, chúng ta không cho phép nó thay đổi, cái đó làm nên cái khổ của chúng ta. Chúng ta hãy suy nghĩ cái điều này cho thật kỹ, và chúng ta sẽ vận dụng nó lần lần. Chúng ta sẽ nhìn thấy nó lần lần thì chúng ta sẽ được an vui. Còn nếu chúng ta không thấy cái chân lý này thì dẫu chúng ta học bao nhiêu giáo pháp, chúng ta rất khó áp dụng. Cho nên là khi mình học pháp đó, mình không biết ứng dụng pháp này vào cái chỗ nào để mà hành. Nhưng mà di dự pháp thì cái gì cũng chỉ rõ hết. Chỉ có thấy có cái là chúng ta chịu thấy rõ không? Chúng ta chấp nhận được cái này không? Và chúng ta có muốn ứng dụng hay không thôi. Chứ còn không thể nói rằng là giáo pháp của Phật đó là còn che giấu một cái gì cả. Chuyện của mình tự che lại thôi. Còn giáo pháp của Đức Phật nói rất rõ. Cho nên là trong cái bài kinh, ở trong tương ưng mà nói về cái ngọn lửa cháy á, thì Đức Phật có nói nè: vị thanh văn nhàm chán đối với mắt, cảnh sắc, nhãn thức, nhãn xúc, vị ấy nhàm chán đối với lạc, bất lạc và thọ xả phát sinh đối với nhãn xúc, dĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc. Do nhàm chán ý ấy, vị ấy ly tham, do ly tham vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, vị ấy nhận biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Này các tỳ kheo, đây là bài thuyết pháp về ngọn lửa cháy. Bài kinh này dạy chúng ta hãy chánh niệm mọi lúc khi chúng ta nghe, ngửi, nếm, xúc chạm qua các căn và ý môn. Tất cả đều do chức năng của các tâm khác nhau hoạt động, chúng vô thường và vô ngã. Thì như vậy cái bài học này đó, cho chúng ta đó, biết rằng là tất cả những cái gì mà các cái căn của chúng ta đây tiếp xúc với các cảnh, và cảnh xấu, cảnh tốt, nó sẽ lặp lại trong cái khổ ưu, hoặc là cái hỷ lạc, thì nó là lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại trong cái đời sống. Chúng ta kiểm tra lại, kể cả trong pháp ý cũng như vậy. Cho đến bao giờ đó mình thấy rằng cái chuyện này nó là một cái gì đó nó rất là chán rồi, thì chừng đó mình mới biết cách đi ra. Còn nếu mình thấy mỗi lần lặp lại nó có sự thú vị khác nhau, có cái hưởng khác nhau, thì chúng ta không thấy chán, không thấy chán nữa. Cũng như một cái người đó thích ăn ngon thì người ta sẽ tìm đến nay món ăn này, mai món ăn nọ, người ta ăn hoài không thấy chán. Nhưng cái người ta nhìn thấy ăn món ngon vật lạ gì rồi cũng nhai nhai nuốt nuốt rồi hơi cái bụng nó bự lên, rồi ăn nhiều quá thì nó nặng nề quá, nó mệt mỏi. Thì cái người nào thấy được cái đó thì người ta mới chọn cái thức ăn nào nó nhẹ nhàng hơn một chút, nó dễ tiêu hơn một chút, hoặc là
đâu có cần thiết phải ăn nhiều đến như vậy, ăn tới mức độ này thôi đủ rồi, chứ nếu không nó nhai hoài nó cũng mệt lắm, thấy không? Nhai hoài rồi nuốt hoài nó cũng mệt lắm, rồi phải ăn rồi rồi còn phải đi ra nữa. Thì người ta thấy là cái điệp khúc đó, đó là mình nên điều chỉnh lại, thì chừng đó người ta mới có sự điều chỉnh cho nó đúng mức, cho nó phải phép, để người ta nhẹ nhàng. Còn không á, người ta sẽ triền miên hưởng thụ về ăn uống, là nói một căn thôi, gì không? Cũng như sư cô đi lên một cái xe công cộng, sư cô nghĩ cái người tài xế đó cứ phải bắt những cái loại nhạc đó mà nghe từ giờ này sang giờ khác, ngày này sang ngày khác, thì cũng như là cái tâm người ta đó phải ăn những cái thức ăn đó, người ta cứ ăn từ ngày này qua ngày khác, giờ này sang giờ khác, làm sao mà người ta không bệnh cho bằng được. Mình lên mà mình phải nghe trong cái cảnh đó, là mình đã nghe, mình đã thấy rồi, mình thấy cái chỗ này là nó sẽ đưa đến cái bệnh này, bệnh này, bệnh này, mà ta cứ nghe như thế triền miên. Thấy đi, mình thấy rồi mình mới sợ, mình mới thấy tội nghiệp cho cái người đó, là chính là người ta đang thích thú, người ta hưởng thụ như thế, nhưng mình thấy rất là tội nghiệp. Cũng như một cái người thầy thuốc mà thấy cái người bệnh nhân mình á, cứ phải sống trong một cái môi trường như vậy, phải ăn uống như vậy, thì người thầy thuốc này biết chắc chắn là cuối cùng đúng cái giờ, cái ngày, cái tháng năm nào đó nó phải lăn ra nó bệnh, và khó mà chữa được. Người ta thấy rõ vậy ta tội nghiệp. Còn cái người mà nó đang ở trong cái khu vực đó, nó đang thọ hưởng vậy, nó không thấy những cái chuyện. Bây giờ cái mà chúng ta ôn tiếp theo đó là chúng ta ôn cái phần các cái thức này đây. Thức này đây. Mà nơi đây đó, trong cái tâm vô nhân mà chúng ta học rồi á, chúng ta nói ngũ song thức ở đây. Ngũ song thức nó có 5 cái quả thức bất thiện và có 5 cái quả thức thiện. Và cái quả thức này hay là cái thức quả này đó là nó phát sanh lên do các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần. Tức là các cái cảnh này thuộc về quả, các cái căn này thuộc về quả, các cái cảnh này thuộc về sắc pháp, các cái căn này thuộc về sắc pháp, căn này thuộc về nhân, cái này cũng là nhân. Đây là nhân kích thích và đây là nhân tiếp nhận. Và khi hai cái này đó nó có một cái sự gọi là tiếp xúc với nhau, có cái sự giao lưu với nhau, có cái sự xúc chạm với nhau, có sự tiếp cận với nhau, đến một mức độ nào đó thì thức quả phát sanh. Như vậy các căn này là quả, tiếp nhận cái quả, và thức quả phát sanh nữa để đón nhận nó. Như vậy có phải trên đời này chúng ta sinh ra để nhận cái quả mà chúng ta tạo tác? Cái quả đầu tiên mà chúng ta nhận đó chính là cái tâm quả tục sinh. Tâm quả tục sinh, và nó tạo nên cái sắc pháp này. Thì tất cả những gì thuộc về sắc pháp này đều là cái quả mà chúng ta nhận trong kiếp này. Và tất cả những cảnh mà mắt chúng ta có thể thấy, tai chúng ta có thể nghe, lưỡi chúng ta có thể nếm, mũi chúng ta có thể ngửi, thân chúng ta có thể xúc chạm, và nó làm cho đó cái sự tiếp xúc này nè, nó vừa ý hoặc không vừa ý, để cho thức quả phát sanh, thì tất cả đây là hoạt động của quả. Thì thấy chưa, tất cả đều hoạt động của quả. Và cho tới cái giai đoạn của động tốc này đây, đoạn động tốc này là chính là cái mới nó mới xen vào. Như vậy cái sự sống chúng ta ngày hôm nay nó chính là tiếp nối một cái dòng sống từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Và bất cứ những gì ngày hôm nay chúng ta ứng xử thì đều có cái tiền kiếp ở bên trong cả. Hộ kiếp này, đây chính là cái tiền kiếp nó ở trong. Và cái tiền kiếp in hình nơi cái thân thể chúng ta, và nó rõ nét nhất trong cái hệ thần kinh của chúng ta. Tiền kiếp nó nằm chỗ đó. Cho nên khi người ta nói cái định mệnh, thì tức là người ta nói cái số mệnh mình, số mạng của mình là nó định sẵn rồi. Đấy là quả mà sao không định sẵn được. Và tất cả này
những cái tập khí mà nó hình thành nên cái tánh, tánh chất của chúng ta, tâm tánh của chúng ta, nó là quả mà. Mà sao nó không cố định được? Người ta nói là định mệnh nó đúng chứ, nhưng nó đúng có phần nửa thôi. Bởi vì tất cả những cái này đều có thể thay đổi được mà. Nó nằm chỗ này, nó nằm cái phân đoán này. Chúng ta có thể duyên với pháp thiện, có thể duyên với pháp bất thiện, tất cả đều có thể thay đổi được. Cho nên những cái triết lý về định mệnh đúng có phần nửa, còn cái phân nữa là do nó hoạt động của tâm, nó có thể biến đổi, nó có thể thêm vô cái số phận nghiệt ngã của mình càng thêm nghiệt ngã, nhưng nó có thể giải mã được sự nghiệt ngã của mình đi ra con đường của ánh sáng. Nó có thể làm cho ánh sáng này tắc phục lại trong cuộc đời của chúng ta, có được ha. Chúng ta cứ thử nghĩ công tử Bạc Liêu mà sống cái cuộc đời của một cái người giàu có đó, cho đến mấy kiếp chưa hết cái tiền đó, nhưng mà người ta không có sử dụng để sống cuộc đời của một người giàu có, nhưng mà sử dụng để cho làm vừa cái ý muốn của mình, theo cái khuynh hướng thọ hưởng. Do gì đã đốt cháy hết cái sản nghiệp mình, cuối cùng phải rơi vào cái cảnh tâm tối. Do mình, cái xe mình chạy, tăng ga cũng do mình, thắng lại cũng do mình, quẹo qua bên đây cũng do mình, quẹo bên đây cũng do mình, tất cả đều do mình hết. Vậy tại sao đổ thừa? Mình đổ thừa rất là lạ, là mình đổ thừa cái bên ngoài nè, đổ thừa cái ngoại cảnh này đây nè, mà trong khi tất cả chính yếu là do mình, chính yếu do mình nằm ở đó. Nó có cả hai, ở bên do chính bản thân mình và do cái đối cảnh bên ngoài, nó mới phát sanh thức quả. Và cái thức quả này nó nói từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ, đâu có dễ thoát ra đâu. Không phải tại cha, không phải tại mẹ, không phải tại bất cứ ai cả, nhưng mà cái dòng nghiệp của mình nó trôi chảy vậy do mình tạo tác. Bao giờ mình nhận ra cái điều đó, mình sẽ hỏi với mình, thay đổi hay không thay đổi? Nói đi, mình nói với mình đi. Khổ gì, muốn hết khổ không? Muốn. Muốn thì phải làm sao? Thay đổi suy nghĩ đi. Trước đây mình nghĩ cái gì không đúng đó, giờ thay đổi đi. Nhưng người ta không. Như thế này, người ta lái cái chiếc xe cuộc đời người ta, người ta đâm vào cái lô cốt thứ nhất, người ta đau khổ. Người ta đâm tiếp tục không được, ta đái tới lô cốt thứ hai, lô cốt thứ ba, lô cốt thứ bốn, nhưng tất cả đều là những cái lô cốt. Người ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình lái khác đi. Mình luôn luôn tìm đến một cái gì đó để nương tựa, để mà chờ, để mà đợi người ta nâng đỡ mình. Trong khi ai sẽ nâng đỡ mình? Pháp thiện sẽ nâng đỡ mình, trí tuệ về tâm linh sẽ nâng đỡ mình. Nhưng không, mình chờ mấy cái lô cốt này nó nâng đỡ mình. Nó vui thì nó nâng đỡ, nó không vui thì nó xô ngã mình. Và mình sẵn sàng chết chìm nơi đây, không có chịu thoát ra. Cho nên có người trước khi tự giận mới nói rằng, khi tôi chết rồi tôi sẽ làm ma ám ảnh cái người này suốt kiếp. Được không? Được. Nhưng để được cái gì? Để được cái ác nghiệp. Đó là hận thù không nguôi và hủy hoại không nguôi, xô đẩy người ta vào trong cái đau khổ nữa, hoàn toàn vô ích. Đó, chúng ta nhìn thấy, nhìn thấy mình lái cái cuộc đời của mình đi về đâu? Do mình, đừng đổ thừa ai hết. Bao giờ chúng ta chưa thấy cái nguyên nhân sâu xa và cái nguyên nhân trực tiếp hiện diện trong cái đời mình thì mình còn đổ thừa, bởi vì mình thấy có một nguyên nhân thôi, là mình thấy cái quả rồi. Giờ khi cái quả này tiếp xúc với cái quả này, hay là cái nhân kích thích
bên ngoài đây nó kích thích với cái nhân tố bên trong, và đây cái nhân tố này nó chịu sự kích thích, và đây là sự kích thích, và sự kích thích qua lại nó hình thành nên cái thức quả này. Cái thức quả này khi mà nó phát sinh lên á, khi nào phát sinh lên, nó có thể là thiện, nó có thể là bất thiện. Nhưng khi nó đến cái vị trí này, nó có thể đi con đường thiện, có thể đi con đường bất thiện, và sau đó nó thay đổi, nó có thể chuyển được. Như vậy tại sao mình không chuyển? Đó, mình hỏi mình đi. Cho nên cái đau khổ thoát ra được không? Được. Thoát ra bằng cách gì? Bằng cách hiểu biết. Hiểu biết về nhân quả. Hiểu biết thế nào là chân đế và thế nào là tục đế. Cái tục đế là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, là con, là cái, là anh, là em, là bạn, là bè, vân vân. Nhưng chân đế là gì? Chân đế là tâm. Cha mẹ mình đối với mình bằng tâm gì? Mình đối với cha mẹ mình bằng tâm gì? Chồng vợ đối xử nhau bằng tâm gì? Khi nào tâm thiện, khi nào tâm tham, khi nào tâm sân, khi nào tâm si? Nhìn đi, thấy rõ. Cho nên người ta thấy pháp tục đế là chân đế, trong khi tục đế là tục đế mà chân đế là chân đế. Chân đế là phải thấy cái tâm, còn tục đế thì thấy cha mẹ, con cái, chồng vợ, anh em, cái quan hệ xã hội. Tục đế là thấy tài sản của tôi, thấy công danh sự nghiệp của tôi. Chân đế thấy đó là phước báu, đến đó rồi sẽ ra đi, chưa biết nó ra đi lúc nào. Dư tiền có trong ngân hàng vậy đó, xài hết thì thôi, còn hãy tiếp tục ký cái check nữa thì cái check này không có tiền bảo chứng thì ở tù. Cho nên người ta không biết khi nào phước báo người ta hết, cho nên người ta xài quá lố thì người ta phải khổ thôi. Người ta phải giam người ta trong tù ngục mà thôi, chứ không phải nhà nước giam, không phải luật pháp quốc gia giam, mà luật về tâm linh tự người đó sẽ giam hãm cuộc đời của mình. Nó phải rõ giữa pháp tục đế, pháp chân đế, thấy cái sự vận hành như vậy. Thôi, hôm nay chúng ta tạm ngừng đây, làm sao tiếp. Mô Phật.